ai chắp cánh cho chim bay vào tổ, ai chỉ đường cho trẻ bước vào yêu, ai đã kiêng cho đôi ta gặp gỡ, bỡ ngỡ rồi trong dạ cứ nhớ thương, ai đã khe tay em rồi nhẹ nhẹ đón em về tưng bừng với ngày vui, ai đã thôi xa na ra tuyệt vời để em về tận trọn với đêm thâu, ai đã nói ca thế nào cũng đẹp để cho mình có cơ hội làm quen, ai đã lén nhìn em rồi thẹn thẹn và phút thiêng liêng em nhắm mắt nguyện cầu, ai đến rước đưa em ra xa nhảy, ai bước dìu em từng tiếng nhạc vui, thương biết mấy giang ai kia dịu dàng điệu múa chạm sinh động rất hay hay. Nói ca thế nào cũng thầm để cho mình có cơ hội làm quen, ai đã lén nhìn em rồi thẹn thẹn và phút thiêng liêng em nhắm mắt nguyện cầu, ai đến rước đưa em ra sàn nhảy, ai bước dìu em tiếng nhạc vui, thương biết mây giang ai kia dịu dàng điệu múa chạm sinh động rất hay hay, điệu múa chạm sinh động rất hay hay, điệu múa chạm sinh động rất hay hay. Anh yêu chiếc nhẫn mừng ta, anh yêu chiếc nhẫn ấm tình, tuổi ấu thơ như cây hiền cành, mong tình lớn lên như chim liên cánh, xuân xanh thắm thoát qua màu, duyên xưa này vẫn bên nhau, kỷ niệm yêu nói duyên ta bền lâu, từ loài chim nhà trâu có đôi trên bầu. Chào em chiếc nhẫn mừng ta, chào anh chiếc nhẫn ấm tình, tuổi ấu thơ ai mơ mộng hoài mà tình lớn lên trong ta còn nhớ, khi xưa cô bé ngây thơ, nay em khôn lớn thêm xinh, choàng khăn găng tóc che ngang bờ vai mà lời em
bầu salam đi hôm cây ba hôm nay chuyển cho hai ca tê thôn quần bầu quốc tha phát gia mỹ các bạn đã vợ cầu chúc mỹ ba hai ca tê sam tư sơn bùi ra sao Trung Thiệu xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị đến tham dự buổi KT năm 2011 hôm nay. Tại vì lý là tình nạn đạn Hare KT tuôn tập bay của làm bầu Phúc Tha và sau đó sẽ Hare Tòa làm lúc tuôn của làm bầu Phúc Tha. Nội Tha là Tân Na Sân Ninh Hà Thần. Nội Tòa Thầy Kê Văn Hoa. Nội lâu là ngã bùi tôi hai tay. Chương trình được sắp xếp theo trình tự như sau. Phần thứ nhất, lễ tưởng nhớ các bậc tiền nhân Champa. Phần thứ hai, kính mời toàn thể tham dự viên đứng dậy chuẩn bị làm lễ tưởng niệm các bậc tiền nhân Champa. Phần thứ ba là phần chương trình văn nghệ. Tại thế đi là cầu bi hôn cây địa hoa tình cố với ngạn tà na sân nâng cầu bi hôn cây địa hoa tình cố. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên để chúng ta cùng lập lễ. Tại thế đi là cầu chị cứng thông chị trọng vô phần ngô biết kẹt bất ngọt còn xa tàn thôn nên cao à cho vai. Một phút tưởng niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân dân ta, các vua chúa, các anh hùng, sĩ có công gầy dựng và bảo văn hóa lịch sử dân ta. Phút mực niệm xin được phép bắt đầu. Thank you.
tầng tầng chưa tầng tổ mẫu ra tà lầu tập ba cầu ảo đi cây bị ba tỏ là thuốc sao một phút tưởng niệm đã qua xin kính mời toàn thể quý vị cùng an toàn. Tại thì ní là câu khai pháp lo tổ mẫu ra tỏ tác chi hôm nay tự do hăng cát tê ba ni lầu pi là ông vô ông gia sinh ba chạy u mai tự do hăng cát tê ba ni tại nắng thì vô vô ông qua tiêu phi chạy u mai tự do hăng cát tê ba ni tại nắng chạy u vô nguyện kính chạy u mai tự do hăng cát tê ba ni tại ngắn chẳng vô ba đại long chẳng may tuần trăm hay cà tê vân đi khu vô nhà văn trăm pa tức là đắc quý long kiết chẳng may tuần trăm hay cà tê vân đi chẳng hô và báo văn trọng chẳng may tuần trăm hay cà tê vân đi tại nên có luật sư Nguyễn Tâm, một vị luật sư rất là có tinh thần tham gia với mọi hội đoàn trong ban chúng ta ở đây. Luật sư lúc nào cũng bỏ thời gian để mà tranh thủ để tham gia. Một lần nữa xin kính mời bà con hãy trao bằng thật lớn thật cho vị luật sư Nguyễn Tâm. Tại thì nắng thì hô và lét tổ rắc tắc tức là tổ bà xia rô bắt mai mất rồi chẳng hô trực giao hai đây cà tê và đi tại thì nắng thì hô và mãi tổ bà xe trang lên tố ta bị và prong thún chẳng mai trực giao hai đi tại thì nắng thì hô nay cổ chẳng hô mai trực giao hai đây cà tê và đi tại thì nắng thì hô nay trướng chẳng hô trường rong hay cà tê bà ni tại thì nắng thì hô mẹ tức là tề công đứng hình chẳng hô mai trường rong hay cà tê bà ni chẳng hô ai rằng chẳng mai trường rong cà tê bà ni vì thời gian hô hạn do nên nhân đây là chẳng hô đạo biết do đánh hậu kệ bị ba thông cảm ba tại vì thời gian hồ cần phép pinao thăm ông đa vợ hỏi xin cảm ơn quý vị bà con ở Sacramento ở tiểu bang khác cũng như ở San Jose đã bỏ thời gian quý báu vào ngày cuối tuần để đến dự lễ hội cà tê hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị trong đoàn và tới để quý vị cùng thành anh em chúng ta. Tại vì là câu là ông Đặng Trân Linh, ông chủ tịch hội bà tổng văn hóa Trâm Phá hút bớt thả bất ca hà rây ca tê bà ni một lần nữa thăm văn đạo ạ ảo ạ cho ạ ông. Xin kính mời chủ tịch hội bảo tồn văn hóa Trâm Phá ông Đặng Trân Linh lên phát biểu trong ngày lễ hội ca tê hôm nay. Tala Liko Kalabo Pakri Ilimo Champa USA Liko Salam Yoma Big Mingwa Tay Sai Pumai Chung Yom Harai Kate Tung Toàn bầu thóc thắp lúc thà hai ngày này. Lịch phạm phạm ký ý lý mô chăm ba USA lý câu đó quân lô à phim mỹ hoa thầy dài dâu gàng lại nhà hù lâu cái dâu hù thà bạch châu hù xúc nước nước sẽ hù mộ đâu cũng thun rau thun
mưa tắt thay quần là chú. Tôi xa câu vi trăm ba dạy thạc khí y mô trăm ba dư vế xe ngạ hà hê ca tê ní à bí tà na xa nâng hà đần à bí hữu rang tà lào trăm ba à bí bố bà táo bìa trăm ba à bí hữu rang chắc gia trăm ba hú chung rưng bát đạc bát đăng bằng xa trăm ba dạy. Yo hai ni hô ri lô tô ya yun ra nắng tà lạc li cao bốt sắp yun kính thưa quý vị và quý đồng hương, trước hết tôi xin thay mặt hội bảo tồn văn hóa Champa USA xin thành thật cảm ơn quý vị quan khách có mặt hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và là sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong sự nghiệp bảo tồn văn hóa truyền thống của tổ tiên để lại. Tôi xin trình bày khái quát về ý nghĩa của lễ hội KT, một di sản văn hóa vô cùng quan trọng của dân tộc Champa như sau. KT là tín ngưỡng dân gian bản địa mang bản sắc dân tộc Champa khởi thủy và lớn dần cùng với sự phát triển xã hội Champa qua hai tín ngưỡng sau đây. Thứ nhất, tín ngưỡng cội nguồn dựa trên truyền thuyết. Từ trong mịt mờ của tiền sử, mỗi dân tộc đều căn cứ vào một truyền thuyết để giải thích sự hiện hữu của dân tộc mình. Dân tộc Champa dựa vào truyền thuyết Ponaga, người Champa.